Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên review các cái sản phẩm phụ tùng độ chế xe 4 bánh, 3 bánh, các cái loại cầu trục và động cơ điện. Review về thông số kỹ thuật và cách lắp đặt. Trong video bao giờ cũng có hướng dẫn lắp đặt và các cái thông số. Mong các bạn theo dõi để tránh mua phải những cái sản phẩm mà mình không đúng sản phẩm mình đang mong muốn. Hôm nay mình xin giới thiệu về cái bộ cầu xe điện có số phụ, có V-size và dùng phanh cơ. Trong một cái video trước thì mình đã giới thiệu về một bộ cầu V-size cùng phanh dầu. Còn hôm nay mình sẽ giới thiệu về bộ cầu V-size phanh cơ. Ở đây là bộ cầu có chiều dài, tổng chiều dài là 90cm tính từ mặt ngoài này cho đến mặt ngoài này. Đấy. Khi các bạn mua và tính toán thì các bạn cứ tính thêm một thân bánh. Có nghĩa là các bạn mua cái cầu 90 thì khi các bạn nắp bánh thì với cái bánh có dày 10 phân thì nắp lên nó sẽ là 100, dao động trong vòng 100cm, tức là rơi vào khoảng 1m. Cầu 90 thì nắp bánh lên sẽ khoảng là 1m. Vì vậy là để tính toán kích thước thì cứ theo cái công thức đấy. Đối với cái cầu này thì tùy theo cái đường kính bánh lớn và bánh nhỏ, thì đối với cái đường kính bánh càng lớn thì tốc độ nó càng nhanh, nó sẽ dao động trong khoảng từ 33 cho đến 37 km/h, và có số chậm thì là dao động trong khoảng 17 đến 18 km/h. Tùy theo cái động cơ mình lắp lên cái cầu này thì nó sẽ có tải trọng là khác nhau. Động cơ lắp cho bộ cầu này là từ 500W, 800W, 1000W, 1200 và 1300W. Ngoài lệ ra thì có thể là 1500W. Đối với anh em độ chế xe bình thường, làm khoảng 3 người, 4 người, xe nhỏ và nhẹ, thì chỉ cần động cơ 800W có số phụ là ok, sức tải là vừa đủ và tiết kiệm nhiên liệu. Còn mình mua mạnh hơn thì có thể mua 1000 và 1300W. Nó chỉ khỏe hơn thôi chứ tốc độ nó cũng không nhanh hơn là bao nhiêu. Còn để làm cái xe chạy độ khoảng 2 người đến 3 người hoặc là 2 người lớn, 2 trẻ con thì chỉ cần 500W là được. Và nếu mà mình sợ mà đậu dốc không leo được thì mua thêm số phụ như cái cầu này. Đây là cầu có số nhanh và số chậm. Đấy, thì cứ theo cách tính toán của mình thì các bạn lựa chọn loại cho nó phù hợp. Ngoài ra thì cái chiều rộng của cây cầu này là rất là đa dạng. Bên mình hiện đang bán là có từ 40cm từ đây qua bên này, 40cm. Và loại dài nhất là 1m06, tức là 106cm. Đấy, thì các bạn lựa chọn cho nó phù hợp với cái khổ xe của mình làm. Cứ 5cm là một kích cỡ khác nhau. Số lượng lúc nào cũng rất là nhiều. Các bạn có thể ứng dụng để làm xe chở hàng trong nhà xưởng, rồi thì xe điện chạy chơi. Nhưng trong cái bộ này thì mình giới thiệu bộ này là bộ dùng để chạy hàng ngoài đường hoặc là làm chơi. Còn đối với chạy trong xưởng thì ta nên dùng loại chậm. Loại chậm thì một là ta sẽ khóa cái số này là khóa số nhanh lại. Hai nữa là ta sẽ dùng cái động cơ siêu chậm. Động cơ siêu chậm đấy thì nó sẽ giảm đi 10 lần. Tốc độ của nó tương đương là khoảng 7 đến 8 km/h như đi bộ. Nhưng nó đã chậm thì nó lại rất khỏe. Cỡ 500W thì nó có thể chạy được khoảng 5 tạ hàng bình thường. Đấy. Đây là cầu phanh cơ, nó có hai cái tay kéo phanh. Thì cái tay kéo phanh cơ này thì hoạt động của nó cũng như xe máy thôi. Đấy,
mình lắp cái tai này trỏ xuống dưới đất hoặc là kéo quay lên đều được, miễn sao mình bố trí cho nó hợp lý, cho nó gọn. Còn đây là cái bộ gối nhíp đi theo cái bộ cầu này đấy. Bộ gối nhíp này thì sau khi làm khung thì sẽ hàn vào cái cầu là hiện tại là đang rời ở ngoài. Thì khi làm xe thì anh em mình nên hàn cái này vào, phải hàn các bạn nhé. Nhiều bạn là không hàn mà chỉ ôm quang nhíp mà thôi. Khi động cơ nó đẩy thì nó sẽ xoay, nó xoắn cái trục cầu và kéo cái tambua này, làm cho xe chết cứng lại, và nguy hiểm hơn nữa là nó sẽ vỡ cái tambua ngoài này. Đấy, cho nên là kiểu gì cũng phải hàn cái này. Tiếp theo nữa là cái phần hộp số này thì ta phải bố trí nằm ngang đúng như thế này đấy, chứ không được chổng động cơ lên trời hay là trúc đất. Nằm ngang như thế này thì cái lượng dầu nhớt ở trong hộp số nó sẽ chảy đều trên các cái bánh răng và nó sẽ vung té và làm trơn tốt hơn. Còn nếu như ta quay ngược hộp số lên thì cái phần bánh răng ở phía trên này sẽ không có nhớt thì nó sẽ mau hư. Với cái bộ cần số như thế này thì khi các bạn lắp đặt, các bạn sẽ điều chỉnh cái con ốc ở đây sao cho cái khoảng cách rút ra rút vào này từ 1 đến 1,2 cm là sang số hợp lý. Nếu như lon quá thì số sẽ không sang hết, mà già quá thì sẽ không kéo được hết cần số. Đấy, thì mình chỉnh từ 1 đến 1,2 cm cho nó hợp lý và sau đó siết chặt lại để tránh nó bị trôi. Đấy. Hiện tại thì trên cái bộ cầu này mình đang lắp con động cơ này, động cơ 800W và nó có hai loại là 60V và 48V. Ngoài ra thì cũng có cả loại 24V nữa. 24V thì bên mình hiện có là 24V 800 và 24V 500W. 24V thì tốc độ nó sẽ chậm hơn một chút nhưng mà nó sẽ dùng ít bình hơn. Nhưng mà nói chung xe để đi nhiều thì nên mua 48 và nếu đi nhiều nữa thì nên mua 60. 60 thì bao giờ nó cũng khỏe hơn và nhanh hơn một chút so với 48, mặc dù là cùng công suất với nhau. Đối với cái bộ cầu như vậy thì bên mình đang cung cấp thì giá nó sẽ dao động từ 2.050.000 cho đến 2.200.000 tùy theo cái chiều dài của cái cây cầu này. Còn động cơ thì tùy theo công suất sẽ có giá cụ thể. Đấy. Đây là cái bộ tay số của nó. Tay số này thì mình sẽ lắp lên cái sườn xe, kéo tới như thế này, kéo lui. Đấy. Đây như trong kia. Các bạn nhìn đấy, là nó kéo ra này. Đấy. Kéo làm sao được khoảng 1,2 cm. Cái này là đặt lên cái sườn xe. Tất cả những cái dòng cầu điện của mình thì bốn con ốc ở trên bắt vô lăng bánh răng này thì nó đều có khoảng cách từ ốc nọ sang ốc kia. Ốc nọ sang ốc kia là 7 cm. Đo tim ốc từ con bên cạnh này sang con bên cạnh kia là 7 cm. Đấy. Và đo chéo tim ốc là 10 cm. Thì khi mua bánh thì hầu như tất cả các loại bánh bên mình là đều vừa cho các loại cầu này. Thì các bạn mua bánh thì lưu ý là sẽ chọn một số cái mẫu bánh phù hợp. Có thể tham khảo thêm trong website xedienmotordien.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu thấy cái video của mình nó có ích, có hay thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, ấn biểu tượng có chuông, biểu tượng chuông, sẽ nhận được cái thông báo mới nhất ngay khi có video mới ra. Các bạn có cái yêu cầu comment về cái dòng sản phẩm nào hay là cái loại nào thì bên em sẽ làm và quay video lên để mọi người cùng tham khảo trong cái thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.